Xin chào tất cả các bạn nhá. Bây giờ mà mình đến với công việc là vứt cỏ các bạn ạ. Đây, nhổ cỏ đây nhá. Đấy. Giờ đến với công việc là nhổ cỏ thôi các bạn. Dạ. Vâng, cháu biết rồi. Đây. Tiếp tục công việc nha. Đây, tiếp tục nhổ cỏ đây các bạn này. Đấy. Nhổ mà lên cả cục đất luôn này các bạn nha. Thấy chưa? Ôi trời ơi. Nhổ lên cả cục, chứ không phải là ít đâu. Đấy. Đó này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, mình sẽ gần rồi các bạn thấy nha. Đây, cỏ đây các bạn này. Đấy, cứ thế mà nhổ thôi mà. Đâu có gì phải vội đâu. Đây. Nhiều xung thuê luôn các bạn. Ôi trời ơi. Nhiều cỏ quá các bạn ơi. Đấy, cứ thế mà nhổ thôi các bạn. Đấy, rất là chi là nhiều cỏ này nhá. Không được gì mà phải lo lắng cả. Cỏ nhiều mà, cứ từ từ mà nhổ cũng không hết được đâu. Chẳng qua nó ít bớt đi thôi. Chứ còn mà nhổ hết được cỏ thì thiên tài các bạn ạ. Bởi vì là cỏ nó nhiều lắm. Ôi trời ơi. Nhiều cỏ quá cũng ngại nhổ các bạn. Đây này. Đây. Cứ thế mà nhổ thôi nha. Đấy. Tiếp tục nhổ này. Chưa. Cỏ nhiều xung xuê. Đấy. Nhổ lên cả gốc đây này. Tiếp tục nhổ này. Đấy, cỏ này các bạn ơi. Nhiều lắm các bạn ơi. Đấy. Cứ thế mà nhổ cho gọn các bạn. Đây, cỏ đây các bạn nhá. Nhổ đi cho nó gọn cái bờ các bạn. Cứ thế mà nhổ thôi. Ôi trời ơi. Wow. Lôi nó lên đây này. Đây ạ. Đây, có rất nhiều.
Rồi, công việc của mình đến đây là kết thúc nhá. Tạm biệt tất cả các bạn nhá.